Ok, hello em, giờ anh sẽ hướng dẫn em sử dụng Sony này nha. Pin nó xài là pin 2A, anh thì anh cho em cái pin mà xài một lần rồi bỏ. Nhưng mà nếu mà em muốn xài lâu dài hơn và bền hơn á thì em chịu khó đặt pin sạc 1.5V em sạc trên Shopee mà ra. Rồi, cái thẻ nhớ anh cho em là thẻ này. Thì cái thẻ này làm sao lấy hình, lấy họ sẽ gửi cho em một cái link, cái cổng đó là cái đồ cổng đọc. Thì bình thường á tụi anh sẽ hay nhét vô trong cái này, đó như thế này. Thì lúc mà em lấy hình đó em rút cái nhỏ trong đây ra. Đó. Rồi. Em cắm vô trong đây. Như thế này, em cắm vô. Bây giờ cách để bật máy, tắt máy để bắt đầu xài đầu tiên là trên đây nó sẽ có nút power. Mình bấm nút power một cái, mở cái nắp ra, mở cái nắp này ra, đó là bật cái máy lên. Nó sẽ hỏi mình trước lúc ban đầu là cái ngày giờ lên bức hình, mình bấm ok là nó qua. Rồi mấy con này hiểu màn hình của nó cũng sản xuất lâu rồi nên màn hình của nó khá bự, nhưng mà nó sẽ kiểu có những cái vân suốt kìa, cái đó bình thường không ảnh hưởng gì lắm. Bây giờ anh sẽ bắt đầu chỉ em cách xài. Đầu tiên zoom ra, zoom vô, một cách là zoom ra, zoom vô bằng hai nút này. Rồi, này là nút chụp nè, nhấp nhẹ nút chụp để lấy nét. Ok, bấm hết lại chụp. Khi mà nút chụp để lên màu xanh, anh nghĩ là lấy nét được. Rồi khi bạn lấy nét được thì mình bấm hết là bạn sẽ chụp cho mình tấm hình. Ok, rồi, bây giờ anh chắc anh sẽ kiếm một cái thế khác để anh quay cho em, vì cái màn hình bạn này nó hơi tối với lại anh zoom. Ok, rồi. Ok, rồi tiếp theo là mình bấm nút này, nó sẽ liên quan tới flash on nè, flash chậm nè, tắt flash nè, auto flash. Bình thường thì mọi người sẽ để auto để thiếu sáng nó bật và đủ sáng nó không bật. Rồi, bên đây là bù sáng, mình có thể tăng giảm sáng trên bức hình bằng cách là bấm nút này. Thì mình sẽ bấm nút này, rồi mình sẽ chỉnh cái bánh răng đây. Đó, nó sẽ cộng 1, cộng 2 sáng trên bức hình của mình. Chỉnh bánh răng đây nè. Đó, chỉnh bánh răng đây. Đó, nó sẽ giảm sáng tăng sáng. Còn lúc này là hiện giờ 2 giây nè, off nè, 10 giây nè. Rồi, tùy theo mình mong muốn thì mình có thể chỉnh. Rồi. Bình thường á bức hình mình đúc sáng á là nó không UV là đúng. Rồi. Lúc này là macro là mình sẽ cho mình kê sát vô cái vật thể này để chụp. Đó, kê sát vô một vật thể nhất định để mình chụp. Rồi. Off macro. Rồi. Đây là phần menu, thì trong phần menu này á nó sẽ cho mình đi vô phần setup. Rồi thì phần setup này anh đã setup hết tất cả mọi thứ rồi. Và anh setup luôn cái việc là cái mắt đỏ khi nó xóa, khi nó chụp người. Còn qua bên đây nó sẽ cho mình chỉnh cái chức năng về flash. Rồi card thì là 08, language là English. Rồi cái này anh sẽ chỉnh cho màn hình nó sáng hơn xíu cho dễ nhìn. Rồi đó là cái chức năng trong đây anh đã chỉnh sẵn rồi. Thì bây giờ trên đây là những function cơ bản. Rồi bấm vô chữ này là nó sẽ giống như kiểu giảm thiểu chi tiết trên màn hình đi á, thấy không? Nó sẽ thay đổi màn hình, giảm thiểu chi tiết trên màn hình. Rồi cái này là nút để xem là hình nè. Rồi cái này là nút để back lên trên cái viewfinder là trên đây. Nó cho em nhìn trên viewfinder trên đây những cái chức năng trên máy. Rồi nút này là nút chống rung. Cái con này bật flash, tắt flash là mình sẽ bấm khi mà nó thiếu sáng nó sẽ tự bật lên. Trên đây nó sẽ cho em những cái mod function chỉnh, ví dụ như chân dung, rồi bán thân, rồi full người, phân cảnh gì đó thì nó sẽ chỉnh trên đây cho mình. Đó, mình chỉnh thì mình sẽ thấy nó sẽ hiển thị nè, đó, hai cái shooter đó. Rồi, còn cái phần mà như ABS em á thì cái đó anh không có khuyến khích mọi người dùng. Nếu mà mọi người dùng á muốn chụp sáng phông hơn á, để qua chữ A là aperture priority thì mình có thể chỉnh khẩu độ nắm tay. Nếu mà số càng nhỏ nó sẽ càng sáng phông, số càng lớn thì nó sẽ càng nét. Đó. Rồi cái này là chụp liên tục. Còn muốn zoom out zoom in thì hai nút dưới đây. Rồi, thì chơi con này thì nó khỏe hơn rất là nhiều rồi. Còn thiếu sáng thì bây giờ ví dụ như anh bật flash lên thử cho em xem. Bật flash lên đó. Ví dụ như là muốn bật flash thì bấm nút cái hình tia sáng nó hiện lên nè. Đó, nó sẽ tự bung flash lên, bấm nút chụp nó sẽ đánh flash. Ok. Rồi bây giờ ví dụ như chụp mấy tấm hình thử đi, xong coi thử. Đối với mấy bạn này thì tại vì xài pin 2A giá mới rẻ vậy, còn lane á thì giá rẻ vậy là cũng do tụi anh thôi, chứ con này tụi anh nhập cũng cao lắm. Rồi lane thì sạch bon luôn, tắt máy bấm nút này tắt máy sẽ kèm với là dây đeo cổ này, rồi nắp lane nè, thẻ nè. Rồi ví dụ giờ muốn lấy hình như thế nào, đầu tiên đó là em sẽ mua cái đồ độc, như anh sẽ chỉ cho em bấm này ra, lấy cái thẻ này ra, xong rút cái thẻ nhỏ em đi ra và em cắm lên trên điện thoại thì em sẽ lấy được hình. Rồi chỉ có đơn giản vậy thôi. Nếu có vấn đề về máy cứ liên hệ lại tụi anh nha. Chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con Sony này nha. Sony này là Sony DSCH5 của HS. Ok.